chuông báo cháy đã là đủ. Hệ thống chuông báo cháy hiện nay được nhiều chủ đầu tư coi là hiệu quả cho tòa nhà của mình. Điều này hoàn toàn đúng, nhưng là đúng của thời điểm rất rất nhiều năm về trước. Hiện nay, hệ thống chuông báo cháy của tòa nhà được cho là hiệu quả bắt buộc phải có hệ thống âm thanh thông báo tích hợp đi kèm. Khi một chung cư hay tòa nhà xảy ra cháy thì hệ thống báo cháy sẽ làm việc, chuông sẽ reang kêu để cảnh báo cho người dân biết được tòa nhà đang có cháy. Nhưng cụ thể về tình hình đám cháy như thế nào, cháy lớn hay cháy nhỏ, cháy ở tầng bao nhiêu, cháy ở phía cầu thang nào thì anh không biết, cô không biết và tôi cũng không biết. Hỏa hoạn xảy ra sẽ phải chạy theo hướng nào, chạy lối thoát hiểm nào, chạy lên trên hay chạy xuống dưới cũng là điều anh chịu, cô chịu và tôi cũng chịu. Lúc ấy sẽ xử lý như thế nào, có nên vào nhà cầm theo tiền bạc tài sản hay là bỏ chạy lấy mạng ngay, ai là người hướng dẫn? Một số trường hợp ban quản lý tòa nhà thử chuông báo cháy nhưng không báo trước, hoặc thông báo nhưng không đầy đủ và sót lại vài hộ gia đình chưa nhận được thông tin. Vậy là đang ngồi và miếng cơm lên miệng mà nghe chuông báo cháy thì chỉ có nước vứt bát cơm mà ôm con chạy. Ngần ấy câu hỏi được đặt ra cho thấy rằng nếu chỉ có chuông báo cháy hoạt động để cảnh báo thì là chưa đủ và hiệu quả trong các tòa nhà, chung cư hay cao ốc khi có sự cố. Với một hệ thống âm thanh thông báo tích hợp chuông báo cháy, khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra, người dân trong các tòa nhà, cao ốc sẽ ngay lập tức nhận được thông tin cụ thể trong thời gian sớm nhất về tình hình hiện tại như cháy thật hay chỉ do thử chuông, khu vực cháy, cháy lớn hay cháy nhỏ, chạy thoát thân ra làm sao, nên cầm theo những vật dụng gì. Hệ thống âm thanh thông báo sẽ phát ra âm thanh hướng dẫn cụ thể. Trong những trường hợp khẩn cấp, ban quản lý tòa nhà, lực lượng phòng cháy chữa cháy có thể trực tiếp truyền âm thanh hướng dẫn di chuyển, giảm thiểu tai nạn. Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là nếu có hỏa hoạn và bị cúp điện thì hệ thống âm thanh thông báo có hoạt động hay không? Câu trả lời là có, bởi hệ thống âm thanh thông báo được kết nối với một bộ cấp nguồn có tích điện. Vì vậy, trong các trường hợp khác nhau mà bị cúp điện thì hệ thống âm thanh thông báo vẫn có thể hoạt động ổn định. Để phòng cháy chữa cháy hiệu quả, hãy sử dụng hệ thống âm thanh thông báo cho tòa nhà của bạn. Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.